Ngày 21 tháng 6 năm 2021, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trọng, 29 tuổi, ở khu chung cư F Home, quận Hải Châu, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Amida để điều tra về hành vi vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Quang Trọng đã tổ chức tụ tập đông người vi phạm quy định 5K về phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 20h30 phút đến 22h15 phút ngày 2 tháng 5 năm 2021, Trọng tổ chức cuộc họp công ty có hơn 30 nhân viên tham dự. Trước khi vào họp, các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định. Tuy nhiên, đến phần phát biểu của mình, Trọng yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang ra để hô to các mục tiêu của công ty. Sau cuộc họp, dịch COVID-19 đã bùng phát tại công ty Amida, làm tổng cộng 65 người mắc COVID-19, khiến nhà nước phải chi trả các chi phí điều trị, truy vết, cách ly liên quan đến các ca bệnh này với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và cho tại ngoại đối với bị can Nguyễn Quang Trọng, đồng thời ra lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 13 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án thẩm mỹ viện Amida gây lây lan dịch COVID-19. Thẩm mỹ viện Amida có trụ sở chính ở đường Phan Châu Trinh, được xem là ổ dịch COVID-19 lớn tại Đà Nẵng hồi đầu tháng 5 năm 2021. Không dừng lại ở đó, nhiều người làm việc tại nơi này còn di chuyển đi các tỉnh thành như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đắk Lắk làm lây lan dịch bệnh COVID-19.